Thưa quý vị, Xuân Nhâm Dần 2022 thắp lên cho chúng ta kỳ vọng về một năm mới tươi sáng hơn sau một năm tân sửu 2021 đầy gian khó, đau thương, thử thách do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo bài viết được đăng tải trên báo Quân đội Nhân dân, lúc thử thách gian nguy nhất mới thấy hết được sức sống của một quốc gia, một dân tộc lịch sử đã chứng minh sức sống của một dân tộc không chỉ được đo đếm bằng thước đo kinh tế trình độ khoa học công nghệ quốc phòng an ninh mà đó là chiều sâu văn hóa mới là yếu tố bảo đảm cho sự trường tồn năm nhâm dần mang lại kỳ vọng về một sức mạnh đột phá toàn đảng toàn dân toàn quân ta cần tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết quyết tâm hơn nữa chung sức đồng lòng phát huy cao độ tinh thần yêu nước bản lĩnh và trí tuệ việt nam vượt qua mọi khó khăn thách thức tận dụng thời cơ và đưa đất nước đi lên Thưa quý vị, cùng với sự phục hồi của nhiều nền kinh tế trên thế giới khi dịch Covid-19 đang dần được kiểm soát cũng như lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do phát huy hiệu quả ngày một rõ nét, lĩnh vực xuất khẩu nông sản của nước ta đang đứng trước nhiều cơ hội tăng trưởng trong năm 2022 tuy nhiên theo bài viết được đăng tải trên báo nhân dân chỉ nỗ lực của doanh nghiệp thì chưa đủ mà cần sự hợp sức của hàng chục triệu nông dân trên cả nước trong việc thực hiện sản xuất theo quy trình áp dụng các tiêu chuẩn việt gap global gap đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất để ngay từ những khâu đầu tiên của cả chuỗi ngành hàng đã bảo đảm về chất lượng về an toàn và có trách nhiệm với cộng đồng Mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức ảnh hưởng đến tăng trưởng nền kinh tế, nhưng nhiều cơ sở cho thấy có thể tự tin với mức tăng trưởng GDP ở mức là 5,5 đến 6% trong quý 1 năm 2022. Đây là khẳng định của tác giả bài viết được đăng tải trên báo Lao động. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, nền kinh tế Việt Nam có thể tự tin về mức tăng trưởng nêu trên dựa trên cơ sở cơ bản là làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư đã được kiểm soát. Việt Nam thì đang tiến tới trạng thái thích ứng an toàn với COVID-19 từ đầu quý tư năm 2021 tại hầu hết các tỉnh thành phố. Tiêm chủng được đầy đủ cũng như là được đẩy mạnh và kỳ vọng là đạt tỷ lệ 70% dân số được tiêm đủ hai mũi vào cuối quý 1 năm 2022 và nhờ đó thì tăng trưởng GDP cả năm 2021 dự báo là đạt 2%, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp từ 2,2 đến 2,4%. Bắt đầu từ ngày 29 tháng 1 tức ngày 27 tháng Chạp năm tâm Sửu, cả nước bước vào chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân năm 2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo thông tin được đăng tải trên báo Sài Gòn Giải phóng, tại thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh những chiến sĩ tuyến đầu vẫn ngày đêm canh giữ sự sống cho người bệnh, cũng có bóng dáng của những chiếc áo blue trắng miệt mài không nghỉ Tết với mục tiêu là tăng độ bao phủ vaccine COVID-19 cho người dân càng nhanh càng tốt. Các chuyên gia khuyến cáo hiệu quả vaccine có thể giảm dần theo thời gian. Vì vậy, việc tiêm mũi 3 sẽ giúp tăng khả năng bảo vệ của cơ thể trước biến thể Omicron và các biến thể khác của COVID-19. Nếu người đã từng mắc COVID-19 trước đó thì vẫn nên tiêm vaccine, vì thực tế cho thấy vẫn có khả năng tái nhiễm Omicron, vẫn có nguy cơ bị bệnh nặng, nguy cơ truyền virus cho người khác. Thưa quý vị, gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, Hà Nội đã và đang tạo ra hướng đi riêng phù hợp với đặc thù, trong đó có việc tận dụng tối đa lợi thế về đa dạng hệ sinh thái tự nhiên, bản sắc văn hóa và đặc biệt là vị trí thuận lợi kết nối với các tỉnh thành phố trong cả nước để tạo dựng một nền nông nghiệp sinh thái gắn với phát triển du lịch. Tuy nhiên theo bài viết được đăng tải trên báo Hà Nội mới, để mô hình này phát triển bền vững, thành phố cần xác định phát triển du lịch sinh thái, nông nghiệp hướng đến xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu là một nhiệm vụ vụ hết sức quan trọng mang tính chiến lược. Song thực tế các mô hình này còn khoảng cách khá xa so với thế mạnh và tiềm năng của Hà Nội. Thưa quý vị vào chiều ngày 6 tháng 2 đội tuyển nữ Việt Nam đã chiến thắng đội tuyển Đài Loan Trung Quốc với tỷ số là 2-1 ở trận play-off tại cúp bóng đá nữ châu Á Asian Cup 2022 và đoạt vé đến World Cup nữ 2023. Đây là một tín hiệu rất vui cho bóng đá nữ Việt Nam được nhiều số báo ra ngày hôm nay đồng loạt đăng tải. Vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, nhờ có chuyên môn tốt và sự nỗ lực vượt khó, đã giúp cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung nhận được thành quả đáng nhớ, mong rằng đây là động lực để các cầu thủ trẻ nhìn vào đó nỗ lực phấn đấu hơn nữa. Tuy các cầu thủ nữ đã được quan tâm hơn trước nhưng mà hy vọng họ sẽ càng được quan tâm hơn, được đầu tư nhiều hơn nữa khi mà giành vé dự World Cup 2023 để có thể duy trì thành công trong tương lai.